hai cầu luôn. Được gì nha. Rồi, Vũ kính chào các bạn nha. Đây là chiếc Ford 4600 Turbo. Hú nghe tê tái luôn các bạn ơi. Hú nghe rất đã nha. Để mình giúp cái xe mình vô chút xíu á. Giá còn ít đó là xong rồi nè, còn mấy bao nữa là xong rồi. Đây các bạn, còn mấy bao nữa xong ha. Hai cầu luôn. Turbo nó phức ở trong nha các bạn, không thấy được gì nha. Phức ở trong rồi. Lên Turbo mình lên hết nhiêu tiền anh? À, Turbo á? Mười mấy triệu à? Mười mấy triệu hả? À? 12 không? 12 trả lợi. Dạ 12 trả lợi nha các bạn. Bên kia có một con mã ép. Để hồi sáng mình quay chiếc nào ta, chiếc nào mà nó cũng đi cái một y cái này ta. Cái một kiểu này nè các bạn. Cái một cái thớt kiểu này nè, quá đỏ luôn. Sáng mình quay chiếc nào giờ mình đi quên mình không nhớ. Nhưng mà không phải đầu 4600 này, xe khác. Rồi, lúa bị xúc miệng, giúp xúc miệng đổ. Bên kia là 690. Còn 690. Đây con Bollywood đang ra đó nè. Ở sao? Ở sao trên? Ở sao? Ở sao chiếc kho? Đó, sao 4400. Giỏ sao này Otani nha các bạn, giỏ sao này đều 16.930 luôn nè. Không cần phải chính không. Giỏ trước này để coi lên giỏ đi rồi xe. Nó là mấy đây? Nó 24 nha các bạn. 9.5 24 à. Đây cái hông nó nhỏ. Tiếng máy nghe im quá. Đây, 690 lên.
690 turbo. Nãy giờ mình không thấy nó đậu khúc bên kia, mình không để ý nữa. Chết không luôn rồi. Lát nó ra chiếc nữa quay cho các bạn xem nha. Còn cái chiếc cái mọt này nè, cái mọt này là giống cái chiếc mà BF mà 80-90 DT các bạn. Mình quay hồi sáng mình quay cho các bạn xem á. Mà bởi vì mình nhìn thấy cái mọt thấy quen quá. Rồi, máy bao nó xong rồi. Cái này là lưới nhà hay là anh chở mướn anh? À, cái mọt này mình đóng ở đâu mà nhìn thấy lạ quá anh. Cái này, mua người ta sẵn rồi mua đó chứ. Dạ, tại hồi sáng em gặp cái mọt y vậy nè, mà dạ, chiếc sáng nó kẹt. Quá không? Dạ. Quá vậy, nhìn thấy cái mọt xe, đổi xe kéo xe hai xe lại. Dạ, thấy cái mọt quen quen. Pho lên tục vô nhìn đã. Dạ. Lúa này giống gì anh? 0451 hả? 0451. Dạ. 5451. 5451. Sao đâu, đỡ lên thôi. Đỡ này. Đi. Này giống lúa 5451 nha các bạn. Ủa anh, cái này vậy là nó trúng năm rồi không anh? Hay là nó bằng năm rồi? Thất hơn năm rồi hả? Tại năm nay vô dịch là không có mua ấy đồ được không? Mấy anh em nói vô dịch là vừa bị không có đi mua phân diêm xịt thuốc đâu được các bạn. Nên nó là lúa năm nay thất hơn năm rồi. Tính ra dịch nó ảnh hưởng dữ quá. Rồi. Ba bao nữa lên. Chiếc hồi sáng là có khi nào đi cày sới không? À sới, dạ bữa có sới đất nào không? Đất nhà có sới không? Có hả? Mai kéo hả? Kéo đâu? Hướng dưới đó hả? Là kéo trên này trước hả? Qua lâu dầu không? À được đỏ kế bên đây hả? Ngày mai có giấc nào đó? À còn mai có gì anh lên quay nó kéo mới được. Con nó là đẹp không tì vết luôn á, đẹp quá. Dạ đẹp quá, đẹp cho nên như thấy có chiếc một luôn á. Ở thiên vũ tí duyên luôn, đúng rồi. Rồi giờ rồi chạy ra. Xong rồi. Đâu anh đang? Còn chất lượng luôn. Đây nè. Ở đây có chiếc này cũng quá đẹp luôn nè. Ủa này là chiếc rim mình hả hả? Không có chiếc HMD. Đâu phải? H88 luôn hả? H88. À. Tại giờ thấy anh em ta chiếc rim ta cũng hạ đuôi nhiều quá. Mua có mười mấy à? À, ta dọn sẵn hả? Ngoài ta. Dạ. Ta dọn sẵn các bạn ơi. Đẹp quá. Xe này xe của ông tài xế rất thích. À. Rồi, thôi Vũ ơi, kết thúc video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã nhiều để xem video của mình. Rồi, bye bye nha.